Thưa các bạn học viên, lúc tên tội phạm chạy với khẩu súng trong tay, tôi có thể nổ súng để khống chế anh ta, nhưng mà tôi không làm vậy. Ngay cả khi hắn mắng điên cuồng về phía anh em chúng tôi thì tôi cũng chỉ bắn, chỉ thiên cảnh cáo và kêu gọi đầu hàng. Với một tên tội phạm nguy hiểm và điên cuồng chống trả như vậy, tôi có quyền tự vệ chính đáng và hạ gục anh ta. Và để thực hiện điều ấy, đối với tôi không khó. Nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ, anh ta là một con người, bên cạnh anh ta còn có gia đình, người thân. Đặc biệt chuyên án mà chúng tôi điều tra vẫn cần người thân của anh ấy, nên tôi không bắn. Chỉ đến khi anh ta cố tình chống cự chạy thoát, tôi buộc phải bắn vào chân anh ta và khống chế được đối tượng. Câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Suy nghĩ và hành động của đồng chí Đắc Huy trong vụ án này, cũng như thực tế rất nhiều vụ án mà lực lượng công an cả nước đã thụ lý, đã khẳng định một điều: người công an khi làm nhiệm vụ không phải muốn bắt ai thì bắt, bắt người phải có đầy đủ chứng cứ. Người công an không phải muốn bắn ai thì bắn, cho dù đối tượng là một tên tội phạm nguy hiểm. Trong cuộc chiến đấu này, nhiều đồng đội của chúng ta đã ngã xuống trước hành động điên cuồng của bọn tội phạm. Hơn ai hết, người công an phải là người nắm rõ pháp luật và luôn thực thi nhiệm vụ theo pháp luật một cách mưu trí và dũng cảm. Mà đồng chí Đắc Vi, một cựu học viên của trường ta, là một thí dụ cụ thể. Các đồng chí đã rõ chưa? Chào anh. Chào đồng chí. Dạ chào. Chào đồng chào chí. Chú. Chào đồng chí. Chào chú. Mời ngồi. À, phải đưa đồng chí Minh Thư đi thay quân phục đã. À, đúng vậy. Cứ đi theo chị, sẽ có điều bất ngờ dành cho em. Dạ. Mình đi. Chắc sắp tới rồi đó. À, tới rồi kìa con. Dạ. Tới rồi. Chào anh. Chào anh. Ơi. Dạ. Chào. Xin chào. Chào. Xin chào. 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 Dạ. Chào anh. Dạ chào anh. Ơi. Chào chú. Chào cô. Chào. Chắc mọi người tới đó. Đây là con. Dạ. Tới rồi. Đào ghê chưa. Chào chị. Xin chào. Dạ chào bác. Chào. Chào bác. Chào bác. Chào. Xin chào. Chào. Dạ, chào bác. Chào. À, xin chào. Chào. À, chào. Anh Dũng quên em hả? Ồ, hai cô tới kìa ba. Chào anh chị. Cháu Minh Thư đâu không thấy tới. À, dạ, để cho Minh Thư lỡ buổi tiệc hôm nay, thật là có lỗi. Dạ, Minh Thư đã chuẩn bị xong từ chiều, nhưng mà tới tối cô bé ba lại cho xe tới đón đi hả? Chuyện là như thế này, có mấy vị khách đại diện cho nhà xuất bản từ nước ngoài vừa mới sang đây. Vậy công hả? Ty của chúng tôi muốn mua bản quyền một số sách để dịch sang tiếng Việt. Cháu giỏi ngoại ngữ, lại am hiểu về luật bản quyền quốc tế. Suy đi nghĩ lại, không ai bằng cháu Minh Thư, cho nên tôi quyết định chọn cháu. Thôi, có chuyện gì để nói sau. Bây giờ mời khách vào phòng cái đã. Dạ, dạ. Mời cô. Mình vô ba.
Hôm nay tôi thay mặt cho lãnh đạo cục trao quyết định thăng cấp bậc hàm trung úy cho đồng chí Minh Thư, đồng thời trao bằng khen cho hai đồng chí trinh sát trẻ trong tổ công tác đặc biệt vì những thành tích mà các đồng chí đã lập được trong thời gian vừa qua. Dạ. 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 Lúc nào cũng đông đủ như vậy thì vui ha. Dạ. Phải không anh? Vui em hả? Dạ. Em xin chúc anh Tư trở về với mái ấm gia đình hạnh phúc sau nhiều năm công tác ở nước ngoài. Cảm ơn cô. Dạ. Còn cô cũng chúc cho cháu Đắc Di lập được nhiều thành tích hơn nữa, làm rạng danh cho ba má cháu, những chiến sĩ biệt động lừng danh năm xưa. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Thưa các bác, các cô, mấy tháng vừa qua, đội phó của chúng cháu lập công liên tục. Đặc biệt là chuyến ra bắt vừa rồi, bắt được tên tội phạm nguy hiểm đó ạ. Lần này Đắc Di á, xứng đáng được nhận bằng khen của bộ là cái chắc. Đương nhiên rồi. Thưa ba má và các cô, chiều nay con viết xong bản báo cáo thành tích gửi lên cấp trên. Khi viết con mới rùng mình vì không hiểu sao lúc đó mình liều như vậy. Ủa, sao lại gọi là liều? Phải gọi là dũng cảm mới đúng chứ. Nhưng nghĩ lại mà thấy ớn. Trong đêm tối truy đuổi tên tội phạm thật là nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, trong tay lại có súng có đạn. Tên tội phạm đó có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Mình cũng có súng có đạn đó, nhưng chỉ được bắt Chi Thiên thôi. Và để có chỉ biết rằng chương trình, cuối cùng đội phó cũng bắt sống được hắn và dẫn độ an toàn về thành phố đúng không? Tôi yêu cầu băng nhạc chú Lùng đổi cho bài hát gọi tên bút mùa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ.
Mời anh. Bữa nay Minh Thư mang về cho má một niềm vui bất ngờ nghe. Dạ. Khi chuyên án kết thúc thì chắc chắn đơn vị mình sẽ được khen thưởng một cách xứng đáng. Và lúc đó chú cháu mình sẽ cùng dắt tay nhau lên sân khấu trước sự vỗ tay khen ngợi của cả đơn vị, chứ không phải khen thưởng một cách bí mật như thế này. Lúc trước má em kể, những biệt động Sài Gòn được khen thưởng đều phải tự hưởng niềm vui một mình, chứ không dám chia sẻ với ai hết. Cô cậu vô đi, cửa tôi đóng cho. Dạ, cảm ơn chú. Anh nhìn nè. Em đố anh, đây là ai? Em chứ ai? Sai bét. Còn đây là ai? Là má em, đúng không? Cũng sai luôn. Đây á là bác Quyền Trang, năm 17 tuổi. Đây nè, hình năm lớp 7 của em. Em đố anh nha, ai là em? Nếu anh nhận ra thì em chịu gì nè? Mất gì cũng được hết á. Em nói đó nha. Đây hả? Đây, đúng không? Cũng sai luôn. Thôi, không chơi cái trò này nữa. Anh mà có nhận ra đi nữa thì em cũng đâu có chịu đâu. Vì cuộc chơi này không có trọng tài. Em giỡn với anh thôi. Anh đoán đúng rồi đó. Bây giờ anh muốn em đền anh cái gì? Chị vô nhà em uống nước đã. Để khi khác đi em. Hồi nãy á, đi ngang qua chỗ người lùn đang sinh sống, chị nảy ra ý định á, để giúp đỡ họ, để họ trở thành một băng nhạc thật thụ. Chị đi nghe em. Dạ.
con gái về rồi hả? Em còn nợ anh một nụ hôn nữa nha. Đề nghị đồng chí Giang Quân nghiêm chỉnh để chào đón thủ trưởng. Báo cáo, Trung úy Minh Thư đã có mặt, xin chỉ thị của thủ trưởng. Con được phong quân hàm rồi hả? Dạ thưa cô, đây là bằng khen đột xuất mà bộ vừa trao tặng cho Minh Thư trong đợt truy quét tội phạm thời gian qua. Và Minh Thư đem về để khoe với cô đó. Ước gì ba con cũng được chứng kiến giây phút này cùng má. Má, ai vậy? Mấy tháng vừa qua chắc là giải tạm hẹn đó ba. Lập công liên vậy tục. Tạm dừng việc nghe băng đi. Dạ. Là bắt vừa rồi. Vô đi. Dạ, bà tám hẹn đến xin gặp giám đốc à? Cho bà vô. Dạ. Mọi chuyện của bà lo nha, con chỉ nghe thôi đó. Nè, phải động não lên một chút. Thỉnh thoảng phải đưa đẩy vài câu để cho bà ấy hiểu rằng là cha con mình vẫn giang tay để giúp đỡ cho chồng bà ấy. Anh Bảy, anh Bảy cứu chồng em với anh Bảy ơi. Anh Bảy. Thôi đến đi, ngồi xuống đây. Chuyện đại sự mà khóc lóc như vậy là không hết vậy. Ngồi đi. Dạ. Chẳng cần cô phải tới đây đâu. Mấy ngày vừa qua, cha con chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo, gõ cửa hàng chục nơi ở cái thành phố này rồi. Đúng rồi, cha con tốn cả triệu tiền điện thoại để gọi ra bắt cho ông Lý và mấy sếp ngoài đó đó. Mới vừa rồi, cha con tôi tiếp hơn một chút ông công an ở đội phòng chống tội phạm và người thân của họ nữa. Dạ. Tốn hết hơn 20 triệu đồng. Con đưa hóa đơn cho cô coi đi. Nè, hóa đơn nè, thím coi đi. Em biết chuyện xảy ra với nhà em cũng liên quan đến chuyện của cha con anh, cho nên anh phải ra tay ngay. Cô ăn nói tầm mấy tầm ba. Chuyện xảy ra với chú Tám chẳng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cha con chúng tôi cả. Ba con tôi kinh doanh nhà hàng sáng như ban ngày, đâu có phải khách sạn phòng kính phòng hở như là chồng của cô đâu mà ăn nói tầm bay. Em xin lỗi anh Bảy, em á, đàn bà phụ nữ đầu óc u tối quá, nghĩ sao nói vậy. Anh đừng có chấp em nha. Đừng có nghĩ như vậy. Và tôi cấm cô không được nói với ai như thế. Dạ. Chẳng qua là tôi tiếc cái công của tôi đã gây dựng cơ nghiệp cho vợ chồng cô. Với lại tôi nghĩ chú Tám cũng là một đệ tử thân tình, cho nên tôi mới ra tay giúp đỡ. Chứ cháu trở như vợ chồng Lê Tươi à, tôi chẳng có cần phải quan tâm tới nó. Đúng rồi Thiêm Tám ơi, ông Lê Tươi làm ăn không đàng hoàng, cho nên lúc ông bị lâm tội, bà vợ lại còn ký bó. Bây giờ ông móc được trong tù cả đời là cái chắc. Ơn của anh Bảy gây giận cho vợ chồng em không khi nào em quên hết trơn. Anh Bảy coi chồng em như em ruột của anh á. Lúc này anh gặp nạn, anh là anh trai, anh răng giúp đỡ cho em. Nói như vậy tôi dạ. Còn nghe được. Thôi, cô về đi. Cụ thể như thế nào tôi sẽ nói sao. Dạ. Trong sự em nhờ anh, tốn kém sao em cũng lo được. Miễn sao anh được ra trại sớm với anh hồi năm trước, rồi được trở về làm anh. Trời, cô lại nói tầm bậy nữa rồi. Tôi khác thằng Tám chứ. Dạ.
tôi bị người ta ưa thương nạp danh là tôi đánh bại, cho nên tôi bị đi tập trung cải tạo quan. Dạ. Và quan á thì tôi phải chạy để được giải quan. Dạ. Tôi được trả tự do rồi á. Cô có thấy không, tôi lại kinh doanh bình thường, có gì đâu. Dạ. Đúng rồi Thiêm Tám ơi, chú Tám là bị bắt quả tang, cái tội là tổ chức chứa chấp môi giới gái mại dâm, cộng thêm với lại cái tội là trốn thuế nữa, hàng tỷ cái tội như vậy đó. Bây giờ cô chạy đi nữa thì chẳng qua là để được giảm án thôi. Dạ em lại sai nữa rồi, đầu óc em dạo rối tung, em không nghĩ được gì nữa hết. Cô nhìn bậy chỉ giùm em với anh Bảy ha. Tôi được rồi, tôi chẳng chấp những lời khi cô mất trí đâu. Nhưng mà mất trí thì mất trí, cô cũng chuẩn bị vài ba tỷ để chạy tội cho chú ấy. Vài ba tỷ hả anh? Tiền đâu em có. Ông Tám ơi, ông thôi cô về đi, khi nào bình tĩnh thì hãy nói chuyện. Cô thử nghĩ xem, ngày xưa Tám đi theo tôi khắp các sới bạc như là một thằng khô rách áo ôm. Một cô lúc đó là cái gì? Cô thử nhớ lại coi. Bỗng chốc bây giờ chú Tám trở thành giám đốc này giám đốc nọ, còn cô thì trở thành bà lớn vàng bạc đeo đầy. Nè, trời có mắt đó nghe, lấy nhiều của thiên hạ thì cũng phải nhả ra một chút. Khi đó mà mới là tai qua nạn khỏi. Dạ. Thím cứ yên tâm đi, chuyện của chú Tám á, thím cứ để cha con của cháu lo. Bây giờ cháu đưa thím về. Thôi, thím đừng buồn nữa, yên tâm. Về thím về nghe. Chào thím. Ba, vì số tiền lớn như vậy bà có dám bỏ ra không ba? Trước sau gì cũng phải nôn ra thôi. Công an càng giam chồng bà ấy càng lâu thì ba lại càng có cách làm cho bà ấy khiếp sợ. Con nghe là ngày xưa bà cũng là gái nhảy trong quán ba, phải không ba? Ngày xưa Tám hẹn mà không trúng được vài vụ bạc với mấy quả đất thì còn lâu mới lấy được bà ta. Bà ta đã từng là gái bao của mấy ông sĩ quan ngụy có máu mặt ngày xưa. Thôi, chuyện của Tám hẹn dài lắm, ba còn nhiều việc phải làm. Nghe tiếp đoạn băng hồi nãy nha. Khóa cửa lại đã. Con khóa rồi. Đặc biệt là chuyến ra bắt vừa rồi, bắt được tên tội phạm nguy hiểm đó ạ. Theo ba thì tên tội phạm trong đây là ai? Có thể là một trong những đệ tử của thằng Sứ hoặc là của con Phượng. Bật tiếp đoạn sau nghe. Lần này đất Di á, xứng đáng được nhận bằng khen của bộ là cái chắc. Đương nhiên rồi. Dòng này là của thằng Xuân Đức, thằng này rắn lắm ba. Nghe tiếp đi con. Con viết xong bằng báo cáo thành tích, con mới rùng mình vì không hiểu sao lúc đó mình liều như vậy. Phải gọi là dũng cảm mới đúng chứ. Nhưng nghĩ lại mà thấy ớn. Trong đêm tối truy đuổi tên tội phạm thật là nguy hiểm. Có nhiều tiền án tiền sự, trong tay lại có súng, có đạn. Tên tội phạm đó có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Mình cũng có súng có đạn đó, nhưng chỉ được bắt Chi Thiên thôi.
chỉ biết rằng cuối cùng thằng tội phạm có nhiều tiền án tiền sự, có súng đúng không? Thì chắc chắn phải là thằng bắn con Phượng. Đây, tất cả những gì có liên quan tới công việc, tới vụ án ta hãy dẹp qua một bên. Thôi tắt đi, không cần nghe nữa. Bây giờ phải tìm cách bám lấy Cao Dũng và Đắc Phi, xem cái thằng mới bị bắt có đúng là đệ tử của thằng Sứ không. Không biết ông Cao Dũng có chuyện gì buồn mà sao giờ này ông lấp lửng quá ba? Bây giờ trong lúc hắn đang có chuyện buồn, nếu con biết cách tiếp cận, động viên, chia sẻ thì con sẽ khai thác được rất nhiều chuyện. Cô đang đàn hay sao dừng lại vậy cô? Ủa, sao bữa nay con dậy sớm vậy? Ngày nào cô cũng dậy sớm để nghe cô đàn hết á. Ừ. Mỗi lần cô đàn nghe vui lắm, nhưng hôm nay cô đàn nghe rất buồn. Và cô còn đàn giữa chừng rồi nghỉ nữa chứ. Làm con buồn lây phải không? Cô xin lỗi nha. À, con nhớ rồi. Có phải cô buồn vì chú Giang Quân chưa về đúng không? Ừ, cũng đúng. Đã hơn một tuần rồi chú Giang Quân không về thăm nhà, cô cũng đang nhớ chú đây. Con cũng vậy á. Nếu mà ba con đi hai ngày chưa về tới á thì con cũng nhớ ba lắm á. Tên Phê đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của hắn. Đúng như tài liệu trinh sát phán đoán của chú cháu mình. Hắn có khai chuyện mượn xe của Diệu Linh không ạ? Có. Hắn khai y như những gì mà Diệu Linh đã trình bày. Có nghĩa là từ việc mượn xe đến việc bán xe, hắn đều làm theo chỉ đạo từ xa của tên Sứ. Em yên tâm đi, Diệu Linh chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng trách nhiệm của chú cháu mình bây giờ là phải nhanh chóng tìm cho Diệu Linh một việc làm, để cô ấy có chút thu nhập, đỡ đần cho gia đình. Chắc chắn bọn Hai Quý chưa chịu buông tha cho Diệu Linh đâu chú à. Em nghĩ dịp này tất cả các cơ sở dị tinh của cha con hắn đã bị đánh tả tơi. Chắc chắn là hắn không dám hăm dọa Diệu Linh nữa. Hôm trước cô bé ba đã nhận Diệu Linh làm nhân viên hợp đồng rồi mà. Em thử hỏi lại coi. Em nghĩ việc này thì để cho chú Hai nói có trọng lượng hơn. Ừ. Được. Sáng nay chú sẽ hẹn gặp cô bé ba để trao đổi việc của Diệu Linh. Nhưng các cháu nên tìm gặp Diệu Linh để thuyết phục cô ấy chuẩn bị tinh thần đi làm. Sáng nay cô bé ba đến đón má cháu, đến gặp các nghệ sĩ lùng rồi à? Là sao? Minh Thư chưa nói vụ nhà hàng Lơ Lửng đi qua cho chú biết à? Má cháu nói trong bữa tiệc của anh Đắc Di có tất cả các đồng đội của anh ấy được mời. Khi có chút men thì tất cả mọi người đều ca ngợi anh ấy. Và được thể thì anh Đắc Di kể hết chuyện bắt thằng Phê đó chú. Chú nghĩ gia đình của Ngọc Mai chỉ vô tình chọn địa điểm này, nhưng Cao Dũng và Đắc Vi đã mất cảnh giác, vi phạm nguyên tắc bí mật công tác. Dạ, má cháu nói trong bữa tiệc đó chỉ có tất cả đồng đội của anh Đắc Vi và nhóm nghệ sĩ lùng thôi à. Vách tường còn có tai, huống chi cha con Bảy Xoài đã ráo riết săn tin của anh em mình. Có lẽ chú phải đề nghị với ban chuyên án điều Đắc Vi tiếp tục công việc truy bắt những đối tượng đang bị truy nã ở xa thành phố một thời gian nữa. Vậy giờ cháu xin phép đi gặp Diệu Linh à? Được.
anh làm xe ôm cho em nha. Một công đôi việc, đồng ý cả hai tay luôn. Con à, rồi sao má thấy cái tiệm uống tóc của con á, mà sao con nghỉ hoài vậy? Dạ, cái tiệm đó nhỏ xíu à má, với lại nhiều nhân viên quá à. Con cũng tính nghỉ về chỗ đó để tìm chỗ khác. Má thấy con kiếm công việc gì khác, làm ban ngày, chứ đi đêm như con hoài á, ba má lo lắm. Dạ. Má, ba má tính về quê thiệt hả má? Ba má nghĩ nát óc ra rồi. Bây giờ á, má tính bán căn nhà này đi. Ba má tính á, để vốn lại cho con một nửa, rồi ba má kiếm mua miếng đất nào á, để trồng rau làm rẫy, sống tạm qua ngày á, miễn sao có đủ miếng ăn. Má, con về quê với ba má nha. Thôi, sống ở quê cực lắm. Với lại bây giờ một lượt mà cả nhà mình về quê á, thì đâu có chỗ đâu mà ở, mà về dưới. Lần này ba con về quê á, để gặp bà con cô bác ở dưới, để hỏi bà con cô bác coi có chỗ nào á, cho ba má ở nhờ vài bữa hay là nửa tháng, cho đỡ được bữa nào hay bữa đó. Bạn con đến đó má. Chào anh, chào Thư. Chào bác. Chào bác ạ. Hai cháu vô nhà chơi. Dạ. Dạ. Mời anh ngồi, mời Thư ngồi. Ở đây tuy xa mà coi bộ thoáng mát ha. Ừ, mà gia đình mình chỉ còn ở đây có mấy bữa nữa thôi à. Ủa, lại chuyển nữa hả? Ừ, vì ba má mình muốn chuyển về quê. Hai cháu uống nước đi. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Hai cháu biết không, vợ chồng tôi tính bán căn nhà này, rồi để một nửa ở đây cho nó làm vốn, còn phân nửa thì tôi về quê kiếm miếng đất nào để sinh sống. Chứ nó con gái yếu đuối, về quê cực lắm cháu ơi. Dạ thưa bác, hôm nay chúng cháu đến đây để thăm nhà và cũng muốn bàn về công việc của Diệu Linh luôn à. Thưa bác, giám đốc của Minh Thư đã đồng ý nhờ Diệu Linh vào làm nhân viên bán sách của công ty cô ta rồi ạ. Thật vậy hả? Tôi mừng quá. Vợ chồng của tôi chỉ có mình nó à. Cả đời làm ăn cực khổ, dành dụm chỉ cho nó thôi à. Nhưng mà sao toàn là những chuyện xua đuổi nó tới hoài à. Bác ơi, bác yên tâm đi. Xinh đẹp và chịu khó như Diệu Linh đây, kiếm được một công việc là cuộc sống yên ổn thôi bác à. Thôi thì trăm sự nhờ hai cháu giúp đỡ cho nó, cho nó có việc làm ổn định như vậy, tôi cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Má, nhưng mà ba má cứ đau yếu hoài, con thấy lo lắm. Ba má về quê còn có bà con chòm xóm nhiều lắm con. Con đừng có lo. Tùy vào bạn quyết định thôi, nhưng mà kiếm được công việc này cũng không phải là dễ đâu. Minh Thư nói đúng rồi đó. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu như Diệu Linh chịu làm thì con sẽ làm chung chỗ với Minh Thư đó bác. Con Tư ơi, sao chung reo hoài mà không ra mở cửa vậy? Con Tư đi chợ rồi. Đi chợ rồi mà ra mở cửa chứ? Không lẽ tao ra mở cửa hả? Dạ.
Có hai anh em ở nhà thôi à? Dạ. Mấy bữa nay thì bậy sang chăm sóc cho cô Thảo Ngọc rồi luôn bên đó. Hai sư tử cái ở chung một chuồng, đúng là chuyện lạ đâu đây. Chào anh Bảy. Đã dặn rồi, có gì thì cứ gọi điện thoại. Dạ, chuyện dài dòng lắm, mà nói qua điện thoại sẽ không hết đâu anh. Thôi được, đã đến rồi thì chú cứ nói đi. Từ ngày có lệnh của anh Bảy dẹp hai sòng ở bờ sông, anh em mình thì túng thiếu. Trong khi đó một xíu và lão trố có tiền vô như nước. Bọn nó dám qua mặt anh em mình hả? Em tưởng bọn nó đã được anh cho phép. Thì tao đã cấp phép cho tụi nó cách đây hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà tao đã quy ước cho nó, mỗi một lần cấp phép là chỉ được 1 tháng thôi. Vậy là bọn nó đã qua mặt anh Bảy thiệt rồi. Hôm tuần rồi nè, bọn nó tổ chức 3 chiếu, mỗi chiếu trên 20, toàn là những tay có máu mặt. Nhưng sao chú biết? Ngày hôm qua, cái lão Trầm của bất động sản đã từng chơi ở sòng anh em mình. Hắn than với bọn đàn em là đã bị mất nửa tỷ ở bên sòng một xíu. Con xíu nó ăn chay mà lại dám hổ với tao hả? Tao sẽ cho nó một bài học. Ở sòng của lão trấu thì thằng Thủy thầu sẽ giận bị lột hết cả 1 tỷ, và nó nói là nó sẽ phục thù. Má nó, nó ăn nhiêu như vậy mà không có ý kiến gì với tao hả? Vì vậy em mới qua tận đây để báo cáo với anh Bảy. Thôi được, chú cứ về chờ đợi ít bữa nữa, anh Bảy vừa có một cái chiêu mới hay vô cùng. Vậy thì một xíu và lão trố, anh Bảy tính thế nào? Chuyện đó để anh Bảy lo, vài bữa nữa các chú sẽ biết kết quả. Dạ con nghe nè bác. Ngọ đó hả cháu? Dạ. Bác Bảy có việc muốn nhờ cháu đó Ngọ. Chuyện gì? Việc cũng thường thôi. Cụ thể thế nào thì thằng Lực sẽ truyền lại cho cháu biết. Dạ. Alo. Ừ hả? Có tin mới rồi. Có tin mới hả? Ừ. Ừ. 3 phút nữa mình tới. Vậy liền nha. Đang làm gì á? À, có một người khách mới đi ra xong. Lúc 10 giờ 30 phút á, có người đàn ông chừng 50 tuổi đi chiếc xe mang biển số là 51H4 9425, mà đến 11 giờ kém 10 thì ổng rời khỏi nhà mà không thấy chủ đón và tiễn gì hết. Chỉ thấy có người giúp việc mở và đóng cổng mà thôi. Ừ, mình sẽ báo cáo tin này cho cấp trên ngay. À, mấy hôm nay không thấy thư đâu hết, cứ sợ bị lọt tin ra ngoài. Có lẽ một vài ngày nữa sẽ có một nhân viên mới. Cô ấy không phải là người ở trong ngành, nhưng mà sẽ giúp mình bán hàng ở dưới để mình tập trung chuyên án hơn. Mà không hiểu sao nha, dạo này coi bộ nhà bên đó rất là kín đáo, mấy ngày liền chỉ thấy có một người khách thôi. Nè, nghi coi đi. Sao lại viết như vậy được ta? Đọc lớn lên đi. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì vụ hỗn chiến máu tại quán nước bên bờ sông không chỉ có hai nhóm tội phạm như trước đây, mà cơ quan công an đã cung cấp tin ban đầu cho báo chí. Một số nhân chứng khẳng định còn một nhóm tội phạm thứ ba tham gia vụ này. Vậy sắp tới chúng tôi sẽ có bài điều tra chi tiết về vụ này.